đến ngôi vị quán quân còn lại 10 thí sinh với chủ đề xã hội. Họ sẽ làm gì để mang đến những tiếng cười sảng khoái nhất cho khán giả và chinh phục ban giám khảo? Vô tất nhiên, tất nhiên. Đặc biệt là vị giám khảo khách mời nổi tiếng khó tính, đạo diễn Lê Hoàng. Thôi nhưng mà nói giống vậy ra đường, nói người ta tưởng nhái, người ta quýnh chết luôn. Ai sẽ rơi vào tớp nguy hiểm? Hai thí sinh nào sẽ phải dừng chân? Đón xem đêm chung kết 3 phát sóng lúc 21 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.